Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ video về cuộc hội ngộ của Trang và Uyên. Đây là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ngoài đời thật. Tụi mình là hai người xa lạ quen nhau trên YouTube, nhưng khi gặp nhau thì cứ ngỡ đã quen thân nhau từ lâu lắm rồi. Ngay cả Eden và Soen cũng rất mến vợ chồng của Uyên, và Đào là bạn của Uyên. Cùng nhau ăn uống và tham quan cảnh đẹp của nước Pháp. Những giây phút bên nhau ngắn ngủi nhưng đã để lại những kỷ niệm sâu sắc về người bạn YouTuber nhỏ nhắn dễ thương này. Cô cầm hai tay á, đúng rồi. Đưa cho cô Uyên đi. Lại đây cô. Cầm hai tay. Chảy mất tiêu rồi. Đây. Cơm bò lúc lắc đãi Uyên, cô gái Hà Lan. Xin chào tất cả các bạn. Chào Uyên. Hello. Ông đó đưa lên trên trên YouTube không làm. Ôi vậy được chưa hay nữa. Được rồi, cái đó được cho. Cái này chơi đèn. Kìa con nói rồi, con nói gì Uyên? Dì Uyên bới cơm cho con ăn. Bới cơm ăn. Bới cơm ăn. Cầm không? Con cầm đĩa không? Cầm đĩa không? Cầm tờ rớt. Đây là toàn là thợ nấu không á nha. Đâu áo đẹp con đâu, con khoe cho cô chú. Con chào cô chú ơi. Xin chào cô chú. Hả? Áo này là của dì Uyên tặng cho Soen nè cô chú. Dễ thương lắm luôn. Trời này hả? Cho Eden một cái, cho Soen một cái. Dì Uyên rất là có mắt thẩm mỹ luôn, chọn cái áo dễ thương quá. Hả Soen? Áo này mặc ấm lắm nè. Đẹp quá rồi, Soen mặc vô không chịu cởi ra luôn cô chú ơi. Xin chào cô chú, xin chào cả nhà. Đây có Uyên lại nhà nè, gia đình mình đang chuẩn bị ăn. Uyên làm, đây là bún bò Huế. Đây bún bò Huế đã bắt ra sẵn hết rồi, đây là Uyên nấu nha. Còn đây là, đây để quay lại cho cả nhà xem. Ủa hơi mờ. Đây là chị thợ nấu, đầu bếp. Thầu bếp chính uống. Đây là Uyên nấu bún bò Huế. Tí nữa mình mới ăn, bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn. Này là gỏi cuốn nè, cả nhà gỏi cuốn ha. Con này là bò bía. Bò bía là cuốn với cái này. Đây là gỏi cuốn. Đây là anh xã của cô Uyên. Từ sáng tới giờ đó cả nhà, tới giờ này 1 giờ rưỡi rồi chưa ăn. Mời cả nhà nha. Lấy ớt đỏ, hè, lấy ớt
đây là tiền luôn. Giờ mình ăn tới bún bò Huế nha các bạn. Nè, Đào ăn hết rồi nè, ăn hết tô bún rồi, Đào cho Cẩm nghỉ đi. Ngon. Quá ngon à, ôi trên nó tới thui à. Tới thui rồi, bị chói sáng. Quá ngon, bây giờ mình thử nha, đây là bún bò Huế của Uyên làm. Mình thấy ngon quá, thèm quá, thơm quá luôn à. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà xem nữa. Giờ thì cả nhà của mình sẽ dẫn vợ chồng của Uyên và Đào đi ăn uống và tham quan thành phố Bọt Đô. A lot of tourists,
But if you walk behind it, then the locals are eating in the restaurant. Okay. That is nice and fun. That is It's very cozy. Gotcha, gotcha. So anyway. Oh. Đây là cái phần của cô ba bị lộn á. Lộn món hả? Lộn món. Chứ bị gì? Gì vậy? Gì vậy? Hùng hùng. Trời ơi. Nó còn không hôn mẹ nó nữa đó. Còn hôn mẹ cái hả? Hôn mẹ cái. Ôi ôi, hôn mẹ cái. Trời tới Soen luôn, Soen hôn luôn. Trời ơi. Đặc biệt sẽ đem lên đây vậy. Cua gái gặp gái phái quá. Gái già. Gái già lắm chiêu. Gái già lắm chiêu. Rồi Uyên, 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 Uyên. Hôn Uyên kìa, kìa, kìa. Nó hôn nhiều Uyên luôn. Trời ơi, hôn luôn. Trời ơi, bữa nay ai nó cũng hung cho để coi nó có lại hung Vinco không nha. Chứ nó chừa, chừa đàn ông. Rồi, nó chừa không. Trời ơi. Trời ơi, nó gặp gái đẹp là nó vậy đó. Rồi nữa rồi, nữa rồi. Trời ơi, anh này. Trời ơi, con lại cũng hung mẹ hả. Kìa, số quen thôi hung được rồi hai anh đây. Hung hoài à, mệt quá. Trời. Tại vì vui vậy thì trời ơi. Thôi để cho cô Uyên ăn đi con ơi, hôm hoài à. Tu veux manger ça. J'ai peur les enfants, tu surveilles un petit peu aussi. Ouais. Vous en faites des sauces avec les fêtes. Biết nói gì đây. Xa xa có hai cô Việt Nam đi tới. This side is better. Ah.